của mi đây nhá. Phần của mi này. Ok, phần của mi đấy. Ăn miếng bé thì phải cho nó ăn nhiều miếng. Từ mi. Mi. Ừ. Siro. Lên lên. Đi vòng lên. Mi ngồi đấy. Ờ, Messi đứng đấy được rồi. Pila nữa. Lên trên. Không, lên bên kia. Pila bên kia. Pila vòng lên trên ghế ngồi. Lên ghế. Lên. Siro sát vào đây. Messi ngồi yên đấy. Còn Pila lên. Ngồi góc kia. Pila, khẩn trương. Lên đi. Rồi, ngồi góc đấy. Ok, ngồi đấy được. Yumi ngồi xuống. Nha. Để yên chờ một tí. Đây còn của Yumi ăn trước. Mi. Mi này. Mi. Ờ. Đây của Mi đây. Mi. Của Mi đây nhá. Phần của Mi này. Ok, phần của Mi đấy. Miếng này chia ba này. Thôi đã, để lau mặt này. Ướt hết rồi. Ướt hết cả ấy rồi. Và mọi người nhớ like và bình luận cho cái ý kiến của mình, giao lưu. Cũng như là có cái câu hỏi gì, thắc mắc gì thì mọi người cũng sẽ bình luận ở bên dưới các video. Thì nhiều người thắc mắc thì mình sẽ chia sẻ qua video với lại mọi người. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Siro lên đây nào. Siro. Đấy, xà. Messi lên đây. Ok, xin chào tất cả mọi người. Messi xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Ok, giải tán đi. Xong rồi. Vừa đứa nào cắt móng ngoan thì bây giờ lên đây ăn. Nào, con Siro nằm một bên. Nào, con Siro ngồi một bên đi. Ok, anh ăn có một cái thôi. Từ từ. Không, Yumi ra đây. Một đứa ngồi vào đây. Messi ngồi đây. Nào, ngồi xuống. Siro ngồi lùi lại. Thế cũng được. Được rồi. Nào, bây giờ nha, gần quá nhỉ. Đây, cho Yumi ăn trước. Mi bé. Mi bé cho Mi ăn trước. Mi. Mi có ăn đi không để cho các em nó còn ăn. Mi. Mi này. Ủa kìa, để các em nó chảy rãi hết đấy à. Thế Mi không ăn thì thôi. Gần quá nhỉ. Ừ. Mi không thích bánh quế à? Thế Mi không thích ăn thì Mi vào đây làm gì nhỉ? Cũng không hiểu đấy. Không hiểu là Mi vào đây để làm gì đấy. Ừ. Ngồi này gần quá Siro ạ. Siro phải ngồi xích mông ra. Để yên nhá. Để yên đây. Xích mông lại. Đúng rồi. Quay ở bên đấy. Cảm giác cho nó đỡ bí. Con Yumi nó lại không ăn. Mi có ăn không? Anh hỏi Mi thêm lần nữa. Mi ăn thì Mi lên. Thì đây anh cho Mi đây. Của Mi. Ừ, ok. Anh lại tưởng Mi không ăn. Đang thiên lạ. Ui giời, vỡ. Thôi được rồi. Cái này không thể cho bé hơn được. Buộc phải cho. Nghĩ sẽ cắn thế cẩn thận sứt lợi rồi đấy. Mấy cái miếng bé này để cho Yumi. Ok. Mi nó ăn miếng bé thì phải cho nó ăn nhiều miếng. Từ Mi. Mi. Ừ. Siro. Ừ. Pila. Úi dồi, úi dồi. Messi. Pila thì cái lúc mà cắt móng chân móng tay thì Pila chuồn cứ như cái kiểu là đau lắm, đau lắm. Ai này, mình người lớn thì mình còn già nhất nhà mà mình lại yếu đuối nhất. Trời.
Hai con với cháu nó mọi thứ nó đơn giản như không. Đây của Yumi. Siro. Siro phải ngồi lùi lại, Siro ngồi thế này Siro che hết cả màn hình của mẹ mất. Có một mình quay video thì thành ra là không biết là có nhiều. Có mọi người nhìn thấy không? Ướt hết cả quần rồi này, tí là phải thay quần đây này. Bà liếm cái ướt hết cả quần tôi luôn. Từ để cho Yumi. Cái gì nó phải có phần, nó phải từ từ chứ làm sao mà có ăn theo kiểu là mồm to ăn nhiều thì lại được ăn nhiều hơn nhiều quá thế thì không được. Cái này tiếp tục, cái này sẽ để phần ra cho Yumi này. Rồi, để cho nó rơi đây. Siro. Messi. Pila. Này, Yumi. Đừng ăn vội quá. Mi. Cho mi mấy miếng bé. Mi. Rồi. Mấy miếng đấy nó cũng mới chỉ là có 1 phần tư cái bánh thôi đấy. Người ta phải ăn khéo để làm sao mà nó cho cái bánh mà ăn mà nó cắn ngang miệng mà nó lại không rơi tí nào chứ. Thế mới gọi là giỏi chứ nhỉ. Ăn lại cứ để rơi còn nói năng gì. Siro lui lại. Lui lại. Ngồi lui lại. Xích xích mông, xích mông. Lui. Siro không xích thì anh sẽ đẩy cái ghế xích lại. Đó, thế là ok nhá. Bây giờ là sẽ nhìn được này. Ok này. Cũng chưa ăn thua. Yumi. Tiếp cho Yumi. Cho Yumi hẳn cái miếng này xem nào. Đây Yumi này. Sao Yumi bị rớt răng à? Chờ tí để cho Yumi miếng lại. Chứ không mấy đứa ăn nãy giờ Yumi chưa được một miếng nào cho nó ra hồn miếng cả. Yumi ăn toàn miếng vụn thôi. À được rồi, ok. Đây, mì ăn miếng này chắc mì ăn được. Đây. Nó hơi to so với mì. Nào. Siro. Pila. Pila ăn thì như chảo chớp ấy. Cắt móng trượt móng tay thì cứ như kiểu là chết đến nơi rồi. Ăn thì như chảo chớp. Đây này, không. Cho con Yumi này. Đó. À, cái này nó là cái vụn. Chiro này há miệng. Rồi đấy, anh nhét vào lưỡi chưa? Messi há miệng. Đấy. Pila há miệng này. Đó. Ok. Hết rồi. Đó. Hôm nay bị hết bánh quy mà chưa mua được, thành ra là cho cái hộp bánh quế này ăn hơi bị nhọc vì nó bị vỡ, nó không như bánh quy. Bánh quy thì bẻ ra cái bánh này nó cắn nó cũng bị vỡ. Ok, xong rồi, giải tán đi, ăn vậy thôi.